trong tháng 5 và tháng 6 thì chúng tôi sẽ tổ chức những khóa tập huấn cũng như những cái tư vấn cho những doanh nghiệp đăng ký tham gia cái việc đánh giá xếp hạng và doanh nghiệp bền vững năm 2017. Một trong những cái điểm mới của năm nay đó là chúng tôi sẽ đưa cái chương trình tập huấn về tập huấn và tư vấn về bộ chỉ số này cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên là ở đây thì như các quý vị đã biết thì hội đồng doanh nghiệp phát triển bền vững thì chúng tôi có các hội viên. Đối với các hội viên của hội đồng doanh nghiệp phát triển bền vững thì cái khóa những khóa tập huấn này thì chúng tôi sẽ miễn giảm 50% cái phí tham dự. Còn đối với cả những người đối với những đơn vị và công ty chưa có hội viên thì chúng ta phải đóng phí tham dự trong khóa tập huấn này. Trong từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 2017 thì là trong quá trình đấy là đánh giá và chúng tôi sẽ trong một quá trình đấy là các doanh nghiệp sẽ khai hồ sơ và chúng tôi sẽ sau đó thì chúng tôi sẽ nộp hồ sơ thì có hai hình thức. Một là năm nay thì chúng tôi đã cải tiến và nâng cấp cái phần mềm của cái bộ chỉ số này và doanh nghiệp có thể khai online cũng như là cũng có thể là upload những cái tài liệu đính kèm trong cái form online đó cũng như là doanh nghiệp có thể khai theo các bản giấy như bản hard copy mà chúng tôi đã phát cho các quý vị.